Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lại giới thiệu anh em có hai cái sản phẩm, đó là cái áp 3 pha 4 cực và áp chống chập mới nhé. Mọi người xem video thì nhớ ủng hộ em, cho em xin một nút like, và anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Rồi, sản phẩm đầu tiên là xin giới thiệu mọi người là cái dòng áp chống chập. Chống chập thì 30A, 40A, 50A, 60A. Đấy, thì đối với dòng 30A chập mới tinh như này. Mới tinh tình tình như này. Đó. Chỉ có bụi thôi. Đấy, bỏ ra anh em là có bụi thôi. Đấy, có giá rất chỉ là tốt. Đấy. Mới căng đét luôn. Đấy, số series nó đây. Đó. Rất đẹp luôn. Đây thì em bỏ ra hai chiếc để quay cho mọi người. Anh em mua lẻ thì em bán với giá là 190.000 chiếc nhé. Còn anh em nào lấy số lượng để về bán hoặc là lắp đặt thì sẽ liên hệ với em được giá tốt nhé. Đó. 30A em nhắc lại nhé. Về cái giá bán là 190.000, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Cái thứ hai đó là loại 40A. 40A đây nhé. Đó, 40A. Đây, bụi đây. Đấy, các anh nhìn thấy bụi này. Đó. Đấy, rất đẹp luôn. Càng đẹp. Hàng mới thì của Nhật thì không cần phải nói gì về chất lượng nữa rồi. Đó. Đây em để mỗi loại hai chiếc lên thì giới thiệu mọi người. Chứ còn hàng thì có nhiều, mọi người cần bao nhiêu cứ liên hệ với em. Không thiếu cái gì cả. Đây. À, đối với cái dòng 40A nhá anh nhá. Thì thế bán với giá là 200.000, 200.000 một chiếc nhá. Đấy. 6 chiếc bao phí vận chuyển nhá. Còn tiếp theo là cái dòng 5A. 5A đây. 5A này thì có giá là 210.000. Đó, đây là bụng sau đây. Đấy. Zin đét đèn đẹp, chưa sông điện nhé. Chưa bắt một lần vặn tu vít luôn. Đấy, các bác nhìn tất cả sáng loáng. Mới tinh thì 100% nhé. Đó. Các series anh em nào mà muốn lấy mà sưu tầm thì có thể chọn những loại mà liền sát series thì liên hệ với em, báo em ví dụ lấy hai cái liền series, ví dụ như hai cái này chẳng hạn thì nó có số là đây, như cái số này thì có số là 366 thì còn cái bên đây là 367, đấy có thể liền series như thế nhé. Đấy, thì như cái loại 5A này em bán với giá là 210.000. Họ tiếp theo sang dòng 60A. 60A đây. 60A thì có giá là 220.000. Đấy, mới tinh 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 luôn. Đây, cái này cũng liền series nhé. Tất cả liền series, anh em mà cứ chọn ví dụ lấy 3, 4, 5, 7 chiếc. Nếu mà lấy cả thùng thì đương nhiên là không nói rồi. Thì nó sẽ từ 1 tới liền một mạch từ 1 tới 10. Còn anh em nào lấy lẻ mà 2, 3, 4 chiếc gì đó, 5 chiếc gì đó thì em sẽ có thể chọn mọi người cái số liền nhé. Đây. 220.000 nhé. Đấy, anh em xem video thì cho em xin nút like. Anh em nào mới xem thì hãy đăng ký kênh nhé. Rồi, tiếp theo là giới thiệu mọi người là cái dòng áp 3 pha 4 cực. 3 pha 4 cực VIP nhé. Tại sao em nói là VIP? Bởi vì cái tính năng trên cái con áp này quá nhiều. Đây là cái nút test chống giật này. Đây là nút test quá tải chống chập này. Còn đây là một cái nút báo này. Đây, chỗ này là đèn báo nhé. Sử dụng đến 70% công suất nó sẽ đèn báo ở đây. Và đến gần 100% công suất nó sẽ báo cái đèn này. Và đây là cái đèn nó báo đỏ lên. Thì tức là cái áp này nó sắp quá tải. Tức là quá công suất của nó nhé. Thế còn đây là chỗ này là nó chỉnh như... Nó quá nhiều tính năng chỉnh mà em chỉ bán về thiết bị thì không biết hết tất cả những cái tính năng kỹ thuật của nó được. Đây. Đấy, những cái dòng cao cấp thì nó có chỉnh... Đây cái này gọi là chỉnh tự động nhé. Đấy. Dòng cao cấp đây, cực của nó đây, 1 2 3 4, đây là dây trung tính. Đấy, còn đây là các dây nửa 1 2 3, đấu điện vào đầu trên đây nhé, chữ Mitsubishi này thì anh em đấu điện bên trên là điện vào nửa 1 nửa 2 nửa 3 trung tính. Đấy, thì đối với cái dòng 5A như này
Thì em bán với giá là 1 triệu 150 nghìn là bao phí vận chuyển và 1 triệu 100 nghìn là không bao gồm phí vận chuyển. Thế những cái dòng 60A. Đây, 60A đây. 60A này thì nó cũng về form dáng cũng như vậy nhưng mà ampere lớn hơn. Đây, hãng Mitsubishi đây. À, Mitsubishi. Từ 100V đến 200V đến 415V. Đó. 60A, dòng giò của nó là 100, 200, 500. Đấy. Thì đây này em có cả cái loại chỉnh dòng giò và loại không chỉnh dòng giò. Đây em sẽ lấy cái không chỉnh dòng giò cho mọi người xem nhé. Đây. Như cái 5A này là không chỉnh dòng giò nhé. Đây, cái loại này dòng giò nó 30mA, phù hợp cho việc lắp đặt dụng trong gia đình và chia nguồn nhé. Đấy, các bác thấy cái loại áp mà nó to thế này cơ mà. 5A mà to tổ bố này luôn. Khủng nhé, rất nặng. Đây là dây trung tính này, chữ N này, dây trung tính. Còn đây là dây nửa đầu vào này, nửa 1, nửa 2, nửa 3, trung tính. Đấy, đây cũng tính năng như vậy đây. Đấy, cái này thì dòng giò 30 nên không có chỗ chỉnh dòng giò. Đây, còn chỗ này là cái chỗ chỉnh các nhiều tính năng khác mà em cũng không biết hết được. Còn đây là cái chỗ dùng báo đến công suất này, 70% công suất này. Gần đạt 100 này, và chỗ này nó báo đỏ, nó báo vượt này. Nó sẽ ngắt áp. Đấy, để mình không biết. Như chỗ này một số người nói là cái này là còn chỉnh ampe từ 60A đến 100A nhưng mà em không nắm rõ được hết có đúng hay không. Đấy. Em thấy nó ghi chỗ này là 50, em ghi 50A. Đấy. Thì anh em nào chọn cái dòng chỉnh dòng giò hay là nó không chỉnh thì liên hệ với em nhé. Đấy, nói lại tiếp vào cái áp 60A. Cái 60A này có giá là 1 triệu 200 nghìn nhé. 1 triệu 200 nghìn, đấy là đã bao gồm phí vận chuyển nhé. Và 1 triệu 110, 1 triệu 150 nghìn là giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây. Đây là những cái Mitsubishi nhé, 50 này. Đấy 50 em không không bóc cái ni lông ra. Đó. Đây. Rất đẹp luôn. Lần này em về được mua đã về được bán được một số rồi. Đây cái 75 nhé. Cái 75 này thì em cũng sẽ đã có khách chốt và đặt cọc rồi nên là em sẽ không giới thiệu nữa chi tiết nữa. Đây và đây 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 là một chiếc Hitachi 5A dòng giò 30mA, chất lượng thôi rồi không cần phải nói. Rồi, cái chiều này của nó phải đến 15 17 phân nhé. Đấy, chiều này của nó phải 15 17 phân. Rất nặng, nó khoảng 2 cân gì đó. 2 cân gì đó nhé. Và thấy một con át như này mà nó sản xuất tại sao nó phải to đến như vậy? Để đến 2 cân. Mà trong cái đó là những cái át của tàu của Trung Quốc nhấc lên chắc được khoảng nặng rưỡi. Chưa chắc. À, cái này nó nặng đến 2 cân. Phải cầm một tay lên và duỗi thẳng ra như này rất chia mỏi tay. Giá thì như nhau, nhưng anh em chọn loại nào thì bỏ lấy Hitachi thì em sẽ gửi Hitachi. Hitachi này chỉ có một chiếc thôi nhé, còn Mitsu này chủ yếu. Đấy. À, như đã giới thiệu lần trước thì em có một cái con chỉnh ampe, chỉnh dòng giò tự động. Đấy, cái này đây nhá. À, quay sát cho mọi người thấy này, cái này chỉnh ampe đây. Từ 125A, 150A, 175A, 200A và 225A. Đấy, ví dụ nhà anh em nào xưởng nhỏ thì để mức 125A. Khi mà xưởng tăng lượng thiết bị điện lên rồi, ta có thể chỉnh lên mức phù hợp nhé. Có thể nhiều nhất là của nó cao nhất là được 225A. Đấy. Đây cái chỗ chỉnh ampe của nó đây. Đây và cái chỗ cái này có nhiều tính năng nhé. Đây là chỉnh dòng giò này, cái này là chỉnh tốc độ nhảy của át này. Đây là 0,1 giây, đây là 0,3 giây, 0,8 giây. Đấy, cái thời gian ngắt áp, đây là nút test này, còn đây là nút test chập quá tải này. Đấy, đây là các tính năng chỉnh điện tử của nó. Đấy, và cái này nó còn có má phụ nhé. Má phụ cũng không biết nó để làm những cái nhiều cái tính năng khác nữa, để kết nối máy tính, kết nối khởi hay là ABC, XYZ cái gì nữa. Thì em cũng không nắm rõ hết. Đây, má phụ ốc okay, các cái này nhé. Đó.
cái chữ của Nhật hoàng hoàng gì đấy em cũng nắm rõ là hết, chỉ biết là viết vậy thôi, em rốt không biết gì tiếng Nhật cả. Đó thì cái này em đang bán với giá là 2 triệu nhé, 2 triệu. Đó, đợt trước rất nhiều anh em hỏi em nhưng bây giờ mới có hàng trở lại nhé. Đây, và đây em có cái ba pha bút cực. Ba pha bút cực này là cái dòng không chống giật nhé, ba pha thường. Đấy, cái loại này là 200A Mitsubishi mặt trắng nhé, mặt trắng nhé, nên là nó không phải như loại mặt xanh, xanh mặt trắng thì nó có giá bao giờ nó tốt hơn. Đấy, chất lượng nó tốt hơn. Đấy, nhưng em bán giá chỉ có 790.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. 200A 790.000 nhé. Đó, thì anh em mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0975 782 118, số đấy em có sử dụng Zalo nhé. Thì anh em mà cần loại nào thì liên hệ em, và anh em xem video thì cho em xin một nút like nhé để ủng hộ em. Đấy, thì khi mà em đăng những các video mới nhất thì các bác được xem ngay. Đấy, ngoài những mặt hàng ra thì còn rất nhiều các loại mặt hàng khác mà em cũng chưa có nhiều thời gian để đăng lên giới thiệu các bác. Tôi đi ăn cóc này, đấy, nhiều các loại ad này, đấy, của em rất nhiều loại luôn bác nhé. Đó, đây, ad đây. Đó, rất nhiều các loại luôn. Đó, nhiều. Đó, các bác cứ cần những cái gì thì liên hệ với em, là em đều cung cấp cho các bác đầy đủ cả nhé. Đấy, rồi xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã coi video nhé. Xin hẹn mọi người video sau.